em tên là Trần Hữu Phước, hiện nay là 30 tuổi, là giáo viên trường cao đẳng công nghệ quốc tế Lý Lama 2 ở Đồng Nai. Còn em? Em tên là Bích Hồng, hiện em năm nay em 28 tuổi, em đang công tác tại Long Thành, Đồng Nai. Tình cảm của hai bạn là đến từ khi nào và yêu nhau, cái câu chuyện tình ra sao? Tụi em quen nhau trên Facebook ạ, lúc đó em đang đi học ở bên Đức. Em đi học chung với anh họ của vợ em. Thì nhìn trên cái màn hình của ông anh mình thấy là có bé nào xinh quá. Thì nghe ông anh nói rằng là em ta đấy, ngoan hiền. Thế thì mình cũng add nick vào, mình chat chết thử. Dạ. Ông add vô rồi có accept liền không? Dạ không anh, Facebook của em lúc đó chơi á, Facebook chỉ có những người bạn quen thôi. Em thấy lạ lắm mà. Sau đó thì em nhìn thấy kỹ trong cái avatar của ảnh á, là ở đằng sau là có hình cái tháp Paris á, giống hình ông anh em chụp á. Cái em nói ủa ông này chụp hình giống cái chỗ của anh mình ghê á. Cái vô em mới vô Facebook của ổng em coi, em thấy có bạn bè là anh của em. Cái em mới hỏi anh của em là ủa anh ơi, thầy này làm chung với anh hả? Cái anh em mới nói là học chung với anh á, đang đi Đức chung với anh á. Em người ta kết bạn với em á thì em trả lời người ta đi. Cái em lúc đó em mới biết là chắc quen anh mình thì chắc đi học chung rồi, chắc cũng ngoan giống anh mình á, cũng giỏi giống anh mình, thôi kệ mình cứ kết bạn nói chuyện đi. Rồi bao lâu thì mới gặp gỡ nhau ở ngoài? Dạ tụi em quen nhau trên Facebook khoảng 1 năm. Thì sau 1 năm thì ông xã em về Việt Nam. Thì sau khi anh về thì tụi em mới bắt đầu gặp nhau. Ấn tượng đầu tiên lúc mà em gặp chồng em thì sao? Cái người ở ngoài và hình nền như thế nào? Dạ em thấy ở ngoài thì ảnh đẹp hơn ở trong hình. Lúc đó ảnh mập, ảnh trắng lắm. Tao mày cái vô quán cà phê ngồi uống nước, ảnh ngồi ảnh nói chuyện mà ảnh cứ cười mỉm. Cho cười mỉm mỉm sao đâu? Phước cười mỉm sao Còn bạn chồng thì sao? Bạn chồng về mà gặp bạn vợ đúng. Là coi như mất hồn đúng không? Đẹp quá mà. Dạ thì cái đầu tiên thì lại là xin đi ra một tí xíu ra gặp em, nhưng mà có vẻ là ngoan hiền nên bố mẹ không cho ra hay giả bộ như thế, em ra một xíu thôi về nha. Để là có cái điểm với em chứ còn lời đẹp thì phải chưa phải nói tới. Dạ tại vì của em là em thích gái ngoan hiền. Thầy giáo mà thích Rồi là ngay sau cái hôm mà gặp nhau quán cà phê là quyết định là coi như tìm hiểu luôn. Dạ cũng chưa phải ngay lúc đó cũng tấn công luôn được, mà cũng có một cái lộ trình. Lộ trình trong bao lâu? Em tự cho cái lộ trình là trong bao lâu? Phải chừng gần 6 tháng sau thì mới cầu hôn. Trời lộ trình dài dễ sợ. Thiệt á, tưởng là 6 tháng sau mới chính thức yêu. Mà mình tưởng chính thức yêu về 6 tháng sau là cầu hôn luôn. 6 tháng sau là cầu hôn luôn á. Tại sao mà em lại cầu hôn ngay? Tại vì có đối thủ của em xuất hiện. Thế thì ngày kia em đang đi học thì từ Đồng Nai lên đây để học cao học ấy. Thì đi về lại thì vợ nhà vợ em đang quán cơm. Tối đó vợ coi quán cơm thì có một anh chàng cũng đẹp trai. Em xác định là hơn em. Thế thì tự nhiên có mình anh đó trong quán cơm vợ em. Thế thì em có thấy anh đó có một cái tình ý gì đó là lạ rồi. Em về em xin số điện thoại của vợ em. Thế em điện thoại cho anh đó. Trời. Một phát một anh đó rút lui. Nhưng mà em nói cái gì mà người ta rút lui? Dạ câu đó vợ em cũng hỏi em ngàn lần rồi. Nhưng mà em chưa bao giờ nói vợ em cả. Nhưng mà hôm nay thì nhân cơ hội này em có muốn nói không? Dạ có. Rồi đó, mọi người muốn nghe không nào? Em gọi điện cho người ấy sáng sớm. Anh ơi, em nói chưa biết ai gọi tới. Thế mình nói mình là xưng là anh ơi, mình là chồng sắp cưới của bạn này, nhưng mà lúc mình đâu chưa có cái gì yêu nhau, cưới sắp cưới. Anh đang làm như vậy là phá hoại hạnh phúc của tụi tôi đấy. Chúng tôi tháng tới là tôi cưới rồi. Thế là từ đấy cho đi là không thấy anh đâu quay lại nữa. Trời trời ơi, tôi cứ tưởng đâu là ổng hăm dọa, ổng hù dọa người ta cái gì, hóa ra là ổng dựng chuyện. Dạ các em lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi em đã kết hôn với nhau được 3 năm 3 tháng rồi. Rồi cưới nhau về có mới phát hiện ra anh ấy một ông thầy như thế này có tật xấu gì không? Dạ chồng em thì giáo tôi nghĩ là hoàn hảo. Dạ chồng em thì bên cạnh những cái điểm tốt á thì có cái tật xấu đó là anh hay ngủ lắm.
Mỗi lần mà hả kêu anh cho con ngủ đi, em đi dọn nhà cái nha. Xong rồi cái pha cho con bình sữa xong vô trong phòng đóng cửa lại. Hồi lát nữa em mở cửa ra em thấy ba ngủ mất tiêu rồi mà con còn nằm quay mấy lần như vậy luôn á. Mỗi lần là em ngủ cho con, làm mẫu cho con thôi. Mẫu cho con kìa. Rồi còn gì nữa không ngoài cái chuyện là ham ngủ? Dạ còn cái tật đó là hậu đậu nữa. Anh thì cái gì cũng làm á, mà làm đụng vô cái là nó hư à. Tức là cái gì cũng làm mà không làm gì ra gì á. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Dạ thì chỉ có hai cái tật xấu đó thôi anh. Có hai cái thôi đúng không? Dạ. Rồi tới em đó Phước. Dạ vợ em thì nhìn vậy nhưng mà rất là nóng tính. Thì mỗi lần mà muốn cái gì không được ấy, hay là xin đi đâu mà mình thấy chưa cho ấy, là đi ra ngoài ấy, hay là mình nói cái gì là bắt đầu nóng tính, và sau đó là mỗi lần xuống dưới bếp rửa chén hay là làm gì là rầm, mà mỗi lần như vậy em sợ lắm, em ôm con đi lên nhà trên để mình giả bộ tránh. Yeah. Nhưng mà vợ em nóng như vậy thì thường là những cái rầm rầm đó nó là nguyên nhân từ đâu, từ chén bể hay là đập nồi hay là đập máy giặt hay đập tủ lạnh, ví dụ như những cái tiếng động nó là cái gì? Chén nồi đập xuống cái chỗ lâm bô bô để rửa chén ấy. Có bể không? Dạ thấy nứt cục gạch chứ chưa, cái nồi thì chưa mứt. Cái thớt rồi đập rầm vậy. Em mong muốn Phước thay đổi đi. Dạ em chỉ mong chồng em là dành nhiều thời gian cho vợ con hơn nữa. Tại vì ảnh đi làm rồi lúc nào ảnh cũng nghĩ tới công việc của ảnh. Nhiều khi tối đi ngủ rồi cái em vẫn nghe thấy ảnh ngủ rồi ảnh mớ, ảnh lẩm bẩm á. Em bảo ủa anh mơ gì vậy? Nói không, anh đang suy nghĩ cái công việc. Còn chồng em thì đụng cái là đi xuống dưới trường luôn à. Ở nhà nhiều khi đi tối về cái về trễ quá. Tức là giận nhau hay xuống tối quan á? Em nói, em nói em chưa kịp nói xong rồi anh lại xách xe anh đi xuống dưới cơ quan, anh ngủ dưới đó rồi sáng sau anh ở đó anh dậy luôn. Rồi tới hôm sau nữa anh mới về. Dạ, thì đấy cũng là cái đang trăn trở trong người em. Đó là tại sao vợ em mà em lại hay xử lý những khi hai vợ chồng giận nhau, em thường xuống cơ quan em ở lại đến 1-2 ngày em về. Thì cái thứ nhất là em vợ em học luật mà, em nói không có lại. Cái thứ hai là nhiều khi mình giận nhau á, lời nói của mình không kiểm soát được á, mình sẽ tổn thương nhau nhiều hơn. Mà em chọn cái cách mà mình đi chỗ khác mình tránh né như vậy rồi mình về mình thấy vui vẻ hơn á, thì vợ lại nghĩ là mình lại không có trách nhiệm vì hai đứa con ở nhà mà. Nó cũng đang cần phụ vợ một tay. Thế thì em thật sự là cũng không biết phương án mình sẽ chọn cái phương án nào cho nó hợp lý. Vậy là em mong muốn chồng em điều gì? Mà sau có mỗi lần mà mâu thuẫn á thì anh phải ngồi lại nói chuyện với em. Là anh sai vậy đó, em sai vậy đó, mình phải ngồi mình giải thích ra rồi mình thay đổi. Chứ nhiều khi em nói anh không nghe, anh đi xuống dưới trường. Rồi như vậy mỗi lần mà như vậy thì em cũng phải lắng nghe nha. Em hứa em phải lắng nghe nha, hai vợ chồng anh thì đã cũng nói, phải lắng ngồi nghe. Lại nói để nghe mà. Rồi. Sao em? Tại vì rất là khó. Em thì sao? Dạ em Phước cũng thì mong muốn Hồng thay đổi gì? Dạ em mong muốn là vợ em bớt nóng tính đi. Là tại vì nóng tính như vậy thì nếu mà em cũng cái tính như vậy nữa thì chắc không còn cái gì trong nhà. Cái thứ nhất. Cái thứ hai thì cũng mong muốn y chang như là vợ em mong muốn là hai vợ chồng ngồi lại với nhau để mà giải quyết cái vấn đề đấy. Chị thì chị rất hiểu bạn chồng. Em đang sống trong một cái mà em tạo ra cho mình á. Yeah. Tạo ra cho mình á. Cái tôi của em nó đang rất đẹp, nó đang tròn trịa. Dạ vâng. Ha. Thì em không muốn là bất cứ một cái ngoại lực nào hoặc bất cứ một sự va chạm nào để nó bị sức mẻ hoặc là nó bị vỡ đi cái mà em đã xây dựng cho mình. Dạ vâng. Em đang ngại cái điều đó. Đó chính vì vậy mà em né tránh. Dạ. Em né tránh cái sự đụng chạm. Dạ. Và em luôn làm một cái cách an toàn nhất cho cái điều mà em đã xây dựng. Dạ vâng. Còn vợ em thì vợ em không thể bước vào được cái vòng tròn mà em đã xây được. Vâng. Em hiểu không? Vợ em không thể bước chân vào được. Thành ra vợ em rất là khó chịu về cái điều đó. Chưa cùng được nhau về suy nghĩ đấy. Đó. Thì nhưng mà em có biết không, cái vấn đề ở đây là khi em đã có gia đình rồi, em có con, có vợ rồi thì em không thể nào em tách em ra được khỏi cái điều đó. Em không bao giờ làm được điều đó nếu như em vẫn muốn tồn tại cả hai, cả sự nghiệp lẫn gia đình. Dạ vâng. Thành ra chị nghĩ nha, đôi khi có những cái mình phải cho nó vỡ một lần.
Dạ. Không, chị cái đó chị nói nghiêm túc. Dạ. Tại vì sao em vẫn sống cho mình nhiều hơn. Dạ. Thế tại sao em không nghĩ đến cảm xúc của vợ em là nếu chỉ vì cái chuyện em muốn tránh né cái sự đụng chạm mà em ở trong trường 1 đến 2 ngày. Dạ. Thì cái cảm xúc của vợ em lúc đó như thế nào? Em đâu có nghĩ tới. Dạ, vâng. Em chỉ biết là em thoải mái. Dạ. Em né được, thoải mái. Dạ, vâng. Vậy né đi. Nhưng vợ em lúc đó thì sao? Vừa buồn nè, vừa mặc cảm nè, vừa buồn nè, vừa tức nè. Dạ. Rồi bế tắc nữa. Dạ. Rồi áp lực nữa. Càng ngày cái cảm xúc nó càng dâng lên. Dạ. Thành ra là hãy gặp mặt em là giờ chỉ muốn gây thôi. Dạ. Tức là mình không thể nào dịu xuống được. Vâng. Em hiểu ý chị. Dạ. Thành ra chị nghĩ như vậy nè, em phải sống cho vợ, cho con nhiều hơn. Em bớt đi cái tôi của mình lại. Dạ. Đó thì chị chỉ góp ý như vậy thôi. Vâng. Để mà em giữ được cái hạnh phúc của em. Thì đến một lúc nào đó, khi mà em đạt được một cái sự nghiệp đúng như điều em mong muốn. Dạ. Em quay lại, em cô độc. Dạ, ngay đây thì em cũng đã rất là hiểu ý của chị và em xin chân thành cảm ơn. Cái lời khuyên của chị đã làm cho em ngộ ra là hai cái vòng tròn này chưa có điểm giao nhau nhiều quá. Nó phải giao thoa nhau nhiều bây hơn nữa. Phải giao liền. Dạ, à, tối nay về phải vỡ hết ra. Vỡ đi em, vỡ đi. Rồi, em cảm ơn chị nhiều ạ. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi, xin chào hai em. Dạ. Yeah.